Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ năm, ngày 13 tháng 10 năm 2022. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long thì hàng ngày, hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến giá thanh long hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá thanh long hôm nay thì giá cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua nha quý bà con. Trong một vài ngày trở lại đây thì tình hình giá thanh long ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì cũng ít biến động. Nên giá thanh long hôm nay ở khu vực miền Tây thì thanh long ruột đỏ loại 1 đang có giá động từ 25.000 đến 27.000 đồng một ký. Loại 2 thì đang có giá động từ 19.000 đến 21.000 đồng một ký. Loại 3 thì đang có giá động từ 13.000 đến 15.000 đồng một ký. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây. Giá này là giá thương lái thu mua tại vựa nghe quý bà con. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi, tùy theo từng bữa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì giá hôm nay cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Cụ thể là thanh long ruột trắng hiện nay ở khu vực miền Tây thì thương lái đang mua xô với giá động từ 8.000 đến 10.000 đồng một ký, cũng tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp đang có giá lần lượt là 9.000, 10.000, 11.000, bò sàn thì 7.000, 8.000, 9.000. Còn hàng huyết hiện nay thì đang có giá động từ 12.000, còn hàng giạt thì đang nằm ở giá động từ 3.000. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá trên lệch lên xuống. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua, thì cũng chỉ trên lệch so với khu vực miền Tây từ 2.000 đến 3.000 đồng ký. Thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận thì loại 1 thương lái đang mua mức giá động từ 22.000 đến 24.000 đồng ký. Loại 2 thì đang có động từ 16.000 đến 17.000 đồng ký. Loại 3 đang có động từ 8.000 đến 10.000 đồng ký. Còn hàng giả hiện nay thì đang nằm mức giá đồng từ 3.000, cũng tùy theo từng nơi. Ở đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể và nông dân của chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con, quý cô bác, quý chị các bạn.